Patreon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Hai mùa hấp dẫn trôi qua, ngày ngày trông ngóng mùa ba khi nào, một ngày bỗng sướng biết bao. Đêm nghe ngóng mùa ba tới rồi, phải là chủ nhật hàng tuần, đỉnh không che được, nhớ chờ xem nha. Hai ngày một đêm mãi đời. Hãy đón xem chương trình của chúng tôi vào lúc 20:30 trên HTV7 Radio Thành phố Hồ Chí Minh và vào lúc 20:40 trên YouTube của Đồng Tây Promotion, Hai Ngày Một Đêm và trên Beyond phiên bản toàn cầu. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Hai Ngày Một Đêm mùa 3 đã khởi hành. Phong phú sôi động, cá chép hóa thùng luồn, Lê Dương Bảo Lâm. Wow, sấm chớp nổi dậy, sấm chớp nổi dậy. Thầy hấp dẫn. Chúng em là bé hơn, chúng em là bé hơn. Quánh đầu xì ra cái gì, ra cái. quánh từ đây là bến ông Huy nha, bến ông Huy thôi hợp. Đóng cái cầu xuống chưa? Em đóng rồi. Trời ơi. Mấy đứa làm gì vậy? Trò chơi gì vậy? Chắc là có đẳng cấp. Đẳng cấp. Hai ngày một đêm tự do tự lo. Chương trình phát sóng lúc 20:30 trên HTV7, Vion và 20:40 trên Đông Tây Promotion, Hai Ngày Một Đêm. Mực. Đây là số phận của ngươi trong mùa 3. Số phận. Ngươi được chọn 3 lá. Ừ. Chọn lá thứ nhất đi. Chọn lá thứ nhất đây. Ngươi đoán đi. Cái gì? Ấm ức, tức tối, cắn vải, cắn lưới. Ủa gì vậy? Nói gì nữa? Ủa thì đoán đó rồi xong rồi đúng không? Tiếp theo đây. Một người mặc áo sơ mi, mang mắt kiếng, giống như em đây. Phanh ngực ra có một cái dây chuyền chữ M. Chữ M là Minh Tuấn, Minh Hiếu. Đó, đúng rồi. Chính xác. Đây. Có nấu ăn với Minh Hiếu. Đây Minh Hiếu nè, về với tôi nè, nấu ăn nè, xong bắt đầu cởi áo nè, rồi có cắn xé quần áo nữa, xong luôn. Hiểu mùa này tôi làm gì với Minh Hiếu rồi. Rồi thời gian sẽ trả lời cho người tất cả. Ngươi chọn đi, đây là số phận của ngươi trong mùa 3. Số phận trong mùa 3. Bây giờ phải maybe. Ok. Vậy mà mình sẽ bị đánh. Mình sẽ bị đánh hay là mình là bị đánh ta? Chắc là mình bị đánh người ta đi. Vậy là mùa 3 mình sẽ lên Gia Lai và đánh anh Ngô Quý. Ngươi được chọn 3 lá. Ok. Con sẽ đánh người ta, đó là lý đó. Không thể nào để bị đánh được. Thời gian sẽ trả lời cho người biết tất cả. Ngươi chọn đi. Đây là số phận của ngươi trong mùa 3 đó. Ngươi chọn được 3 lá.
1 2 and 3 Mở chưa bà? Mở đi. Gì? Đặng nhiêu. Tắt màn. Vô trong toilet đi. Ngồi trong toilet gào thét tên em. Mùa này có khả năng bị bón. Không phải mùa này đâu, tất cả các mùa đi đều bị hết. Ăn mì gói không mà. Lên. Ngồi mình cô đơn khóc. Ủa gì vậy? Bỏ lại hả? Thấy ghê vậy, tự nhiên bỏ lại thấy ghê vậy. Bỏ lại thì gặp ta. Bỏ lại thì gặp ta. Má. Đi. Màu quá. May mắn. Dạ khối. Trời ơi, có khối rồi. Ý trời ơi, thấy hiu hiu khối là hay tôi về. Cái bà lá bài này, nhận thấy số phận của mình trong mùa ba thế nào ạ? Tham thương. Đầu tiên mở cái này ra thì hiếu thứ hai là một cái cảm giác đó là hưng phấn, vui vẻ. Nhưng mà không hiểu sao lại vào toilet. Không biết là sau khi gặp hiếu thứ hai bị cái gì mà vào toilet và bị bón. Sau khi mà bị bón xong và nhớ lại những ký ức mà hiếu thứ hai đã làm hôm qua, ngồi ôm mặt một mình và khóc. Và sau khi khóc tức tưởi xong thì nghỉ quẩn và đi. Đi đâu? Thì đó, thấy khối mùi mịt anh ơi. Thấy rồi là thấy hiu hiu khối là hay em gì à? Là lên về trên nè. Là trái cây này đủ hết rồi đó. Đúng rồi. Đúng ngày nha. Đúng ngày rồi. Giá tiền quẻ là nhiêu thầy ơi? Tiền quẻ chứ. Lát đi kiếm giả. Số 1 đi. Và số 8 cũng tám nha thầy. Ngon. Ráng đi. Sự thù hận vì mới tập đầu gặp thầy. Con chuẩn bị quýnh thầy tới nơi. Lá bài cho thấy điều đó. Không sợ. Thầy ơi, rồi bù nè. Đầu tiên nè, đúng không nha? Tâm lý đúng luôn á. Gặp thầy, thầy không biết mặt thầy cho bị xanh cỏ nè. Là tôi thay anh em tôi lấy cúp đó, đúng thầy á. Là số phận của người sao cứ gán thầy. Số phận của người. Thầy giải thích coi tại sao này là ý nghĩa sao thầy? Là M là ai thầy? Mở ra một cái dây chuyền M, mắt kính đen. Minh Hiếu hả? Minh Tuấn, Minh Lâm. Ôi. Còn cái này là cái gì? Tức quá cái gì đó chương trình là tôi tức hành này. Tức bài này nãy giờ. Rồi thầy, con mở rồi thầy, giờ sao thầy? Dạ thầy, cái sự đó bây giờ của mình trong mùa 3 này tương lai thế nào? Vô nghĩa, thật sự vô nghĩa. Đi thời gian sẽ trả lời cho người biết. Thời gian, thôi. Thật sự là tôi đã phí hết 10 phút trời tôi ngồi trên trung học và cái đó là nó đó. Thôi cảm ơn thầy. Rồi con hỏi là lấy dựng như thầy nhé. Không cần. Không cần thầy. Miễn phí. Dạ, cảm ơn thầy. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.